Nếu mà các bạn muốn chơi cái kiểu mà giống như vậy mà muốn á, không có cái giá ngày hôm nay đâu, thiệt luôn. Các bạn phải tốn ít nhất là phải gấp đôi. Không những gấp đôi mà cái cách setup nó rườm rà hơn. Hồi nãy giờ Peter setup cho các bạn là chưa có một cái sợi dây nào nằm dưới đất hết. Cái đó là cái quan trọng đó. Lúc mà mình có người đang chụp mà cái chạy tới chạy lui rồi vướng chân bực mình lắm. Hồi xưa Peter có studio nhỏ ở nhà năm 2004 trước khi lấy vợ. Peter có một cái dàn đèn Posse Buff Alien B 400W, có hai đèn đó, làm việc tốt nhưng mà dây gỡ tùm lum, cắm điện nữa. Thời buổi này hả, tất cả mọi thứ là chạy bằng pin và tất cả mọi thứ control bằng remote, không có một sợi dây gì, cũng không có cắm vô điện. Nãy giờ Peter chưa có cắm cái gì vô điện hết, mà cũng chưa có một cái sợi dây nào từ cái flash ra đây hết. Ok, thì cái cách chơi của thời buổi này á, nó rất là gọn, hữu hiệu và rất hữu ích. Và thứ hai là khi mà các bạn mua như vậy, các bạn phải suy nghĩ là mình đem ra ngoài trời chụp cũng được, đem về nhà chụp cũng được, đem vô bộ tiệc người bạn chụp cũng được, bất cứ mà nơi mà, hoặc là setup một cái studio. Bây giờ xong stand rồi, tới background ha. Background đó, nó có hai ba cách. Như các bạn thấy á, tất cả mọi người nhìn ra đằng sau á, thì các bạn sẽ thấy á, là Peter đã setup một cái background. Đúng không? Gắn luôn ba background. Ok. Cái đó là nếu mà các bạn nào muốn setup một cái background studio ở nhà mà không có khoan lũng tường thì mua cái loại đó. Nó có hai cái cây bắt lên trời trần. Và mình bắt những cái background ngang như vậy, mình móc vô thôi. Và có những cái ba cái dây xích đó. Để Peter làm cho coi. Dạ. À, bốn người này đứng bên này. Không, cứ để ghế đi. Bốn người đứng ra đây ta. Đứng ra đây. Anh Thành Lâm đứng ra. Rồi. Background. Thông thường đó là mình có ba cái background, ba chính, đó là màu trắng, màu đen và màu bạc. Trời ơi, để gì ghê vậy? Rồi. Peter mua hai cái cây này. Thấy cái cây sắt này không? Cái cây sắt này không? Nó chỉ là ba cái pole thôi. Và mình Peter kéo nó lên, đụng trên tường, đụng dưới đất và siết lại là nó cứng. Các bạn có thể mua hai cái cây này về nhà gắn vô bếp. Ok, về nhà gắn vô bếp. Muốn tháo xuống cũng được, chưa có khoan một cái lỗ nào vô tường hết. Các bạn muốn đem qua nhà bạn, người bạn cũng được, cầm hai cái cây này ra gắn vô. Ok, cái trần của Peter nó cao vậy mà Peter vẫn gắn được. Còn cái trần ở nhà mình nhỏ. Easy, ok. Cái bộ này, cái cây này, hai cái cây này với lại cái bộ đây, hút này là $350. Quá rẻ. Mà chưa có khoan một con ốc nào vô tường hết. Chưa có hư nhà. Ok. Nó cho mình hết đầy đủ. Cái cuộn giấy này á, mỗi cái cuộn giấy này á là $50. Mua 3 cuộn trắng đen xám. 150. Nãy giờ chưa tới 500. Chưa tới 500 mà mình có nguyên một cái bộ background là đẹp rồi, để làm việc rồi. Mà tiện nữa. Ok. Ok, mình mua ở đâu vậy? Cái gì anh? Mình mua ở đâu? Cũng biên đấy, cũng hiểu impact luôn. Ok. Nhưng mà cái hai cái là như vậy, nếu mà các bạn setup như vậy á. Hả? Sam Club nó cũng có bán luôn. Các bạn có thể hạ xuống một cách rất là nhanh. Tiện quá ha. Dạ, yeah, Peter có thể kéo nguyên cái này ra đó, tại vì đây mình đang đứng đông. Peter có thể kéo này nguyên cái này ra đó, nó sẽ cong xuống như vậy. Rồi, xuống tới đây cái gì? Peter khóa lại. Và Peter đứng đây, Peter chụp. Cái background là bằng background màu xám. Vải hay là bằng Bằng giấy. Rồi, thấy không? Giấy nó thẳng rồi. Rồi, ví dụ như mình đang chụp xong. Mình đang chụp xong, mình nói bây giờ tôi muốn màu đen. Không có phải lời hay như hồi xưa nữa. Chưa tới 30 giây Peter đã có một cái background rồi.
đúng không? Chụp chụp đã màu đen xong qua màu trắng. Cái này là nhà xài công thức này nè. Cực quá. Làm cái màn bóc cái cực đó. Thì có hai đứa phải bỏ. Cần không? Cực. Mày thấy mình nó có cần không? Nhưng mà xếp nữa. Không cần. Làm xong rồi con xếp bỏ qua bên trong. Nhăn giải, nhăn giải. Lắm lắm rồi. Phải lại để mua. Thua mua bằng giấy nó tiện. Đông lưng nữa. Đông lưng thôi. Chắc là cái này tiện. Nó không có nhăn. Tiện chứ, cái quá tiện. Chỗ này cũng được, cái là chỗ này cũng được luôn. Với cái màu trắng như vậy, mình có thể chụp được nhiều màu khác nhau, giống như trong những cái hình của Peter bằng gel. Khi mình chụp xám với đen xong á, mình chụp trắng á là mình vừa chụp được phông trắng và vừa chụp màu. Lúc đó mình gọi gel là cái gel nó đánh với phông trắng là thành màu. Cho nên Peter không có gel nhiều màu, chỉ cái trắng đen bạc thôi là xong. Mà tụi nó bán, như các bạn thấy ở trên này nó có ba cái móc không? Nó cũng bán có ba cái móc cho mình thôi. Nó có lý do của nó rồi. Những cái màu khác mình có thể chở được bằng gel. Tuy nhiên nếu mà mình mua cái giấy mà nó đúng cái màu của nó luôn thì dĩ nhiên nó đẹp hơn. Từ tụi professional á, ở những cái studio lớn nó có một dàn màu luôn. Nhưng mà nó tụi nó có helper. Nó móc, còn mình đây á, mình muốn làm đơn giản trước thì là như vậy. Nhưng mà các bạn thấy á, là làm như vậy á, là mình đã có một cái bộ feeder có thể chụp rất là nhiều hình với ba cái này rồi thì xong. Ok rồi, các bạn ngồi lại làm việc rồi đó. Ok, 350 hai cái cây đó, mỗi cái cuộn giấy đó là 50 đô, là 500 đô. Thì cái gì cũng thì cái gì chế chế dùng cái luôn nha. Rồi bây giờ tới cái mình không chế. Ok, cái này 500 đô. Nếu mà muốn mua cái 100 đô thì sao? Có cái cần kẽ nó nông đông suýt lên. Anh có một đứa cần để gì dám để không? 100 đô thì mình mua cái cặp này. Nhưng mà đừng có mướn mấy cô. Nó cho mình cái cặp này và một cái cây ngang. Ok. Thì cái cặp này á. Giữ gì mày? Cái này là on location, mình nên có. Ok. Thì cái này là để mình đi tới nhà ai đó mình chụp, hoặc là đi tới đám cưới, hoặc là đi show gì đó mình chụp. Ok. Thì nó sẽ cho hai cái cây này. Và nó sẽ cho mình cái cây này với cái cây này. Ok. Nếu mà mình muốn dài như là như vậy đó thì mình nối này vô. Thưa các bạn, là Peter đã có cái cây này từ hàng năm 2004 tới giờ mà nó vẫn dùng được. Là mười mấy năm rồi, 13 năm rồi nguyên cái bộ này. Ok. Thì á mình xỏ cái giấy vô và mình móc nó lên. Đó, móc lên là mình sẽ làm được cái bự. Tuy nhiên nếu mà các bạn đi qua nhà người ta á, mình không cần bự thì mình chụp vậy thôi. Ok. Thì á các bạn thấy á, là cái giấy kia Peter mua á, là 9 feet. Tuy nhiên nếu mà các bạn gắn vô là các bạn nhìn là không được rồi đúng không? Thì nó có bán giấy ngắn hơn. Mình thì 9 feet nó tiện hơn. Tại vì kim hộp nó. Peter muốn chia sẻ với các bạn là mình có thể làm đủ mọi thứ. Và khi mà các bạn hút cái background lên á, các bạn hút đúng chiều. Chụp nửa người hết sót vậy. Như các bạn mà hút cái kiểu này là không được, không nên, chứ không phải là không đúng, kiểu nào cũng được hết. Nhưng mấy kiểu này lúc mà các bạn kéo xuống á, thì cái giấy nó sẽ cong ra đằng sau. Mình muốn cong ra đằng trước không được. Thì mình lúc mình cắm vô á, mình nên để cái chiều này, để lúc mình kéo xuống á, cái giấy này nó cong ra. Vậy thôi. Chứ không, cái mặt nào cũng giống nhau, ok.
Rồi, that's it, ok. Nên mua thêm mấy cái này. Bán ở Home Depot rẻ. Cái này được không chế được đâu nên mua. Anh Tony anh hay thích chế lắm. Nhưng mà cuối cùng anh có dùng cái đồ nào anh chế không? Nói thật đi. À, thì tại vì anh không thích, anh chế thì sao mà đẹp được. À, Peter không bao giờ chế cái gì hết á. Tại vì á, mình không có chế hay bằng cái thằng engineer của nó. Đúng không? Đúng rồi. À, thời buổi nay mà cái gì nó bán là Peter mua thôi. À, thời gian đó mình mới chế, ok. Chế rồi chế lại. À, mình chế không bao giờ ngon bằng nó, ok. Nói thẳng là như vậy. Ok. Đó, hỏi anh chứ giờ anh chế, có anh có dùng cái gì anh chế không? No. Rồi, xong cái gì? Kéo xuống, that's it. Là mình có một cái background. Cái này á, đem theo một cái cây gỗ giống như Peter á, lấy cái kẹp kẹp cái là nó thẳng. Hoặc là rồi, giải pháp này là giải pháp $100. $100. Giấy này là $25, giấy kia $50. Peter mua 5 cái màu này, nhỏ. Thì cái này là để mình đi ra ngoài chụp, tới nhà bạn bè chụp, hoặc những cái tiệm nhỏ. Tuy nhiên cái này là mình nhìn là mình biết là mình sẽ bị giới hạn, không có là một người thôi, hoặc là cao lắm là hai người thôi. Hai người nhưng mà lúc mình chụp mình sẽ lẻm này thì mình sẽ về mình Photoshop sau ha. Nhưng mà thông thường là cái này là sẽ cho một người. Đó, ok. Thì cái đây là cái cách làm. Thì mình mua hai cái chân như vậy. Và cái này, đồ kẹp này là để kẹp. Kẹp gì? Kẹp giấy hay là kẹp gì đó? Kẹp tại vì cái này là kẹp giấy thôi, nó rớt xuống. Kẹp cái chân là cho stop đó. Cái stop đó. Giống như stopper vậy. Cho mượn cái ghế. Nó kẹp tiền cứng quá. Sao bỏ túi một tí? Kẹp có tiền. Nè, kẹp này nè. Giấy nó không rớt nữa. Không có rớt nữa. Thấy không? Để thôi. Ok. Hả? Không mất cái sắt này tốt hơn. Để mua bây giờ. Cái gì em? Không, nó mất kẹp á. Nó sắt nó tốt hơn. Anh hỏi ảnh á, ảnh chế cho mấy cái. Anh chế xong rồi giục luôn. Vừa tốn tiền chế mà vừa tốn giờ làm nữa. Mày là hư đứa anh tí sửa lại. Thành công rồi đi một cặp. Người phải làm hư, người kia sửa. À đúng rồi. Cái kẹp này trong 99 sen nhiều lắm. Cái giấy này nó hay cái vải là khi nó không có bị cong nhăn nhăn. Cái vải khi mình chải nó nhăn đấy. Hình như nó vải mà da nữa. Sao anh? Như thấy có người thời bác ra bằng cái miếng da mà nó may ghế đó. Thật sự bây giờ anh muốn làm cái gì, anh muốn dùng cái gì cho bác ra cũng được hết. Đúng không? Tiện là nó da bò da rồng giống như là hồi tuần rồi anh ta tuần rồi anh cho á kéo kéo này lên cố định là nó tiện với nhẹ rồi tốt đó là nó cố định trong nhà nó ngồi nó được nó nặng anh muốn làm cái gì bác làm gì cũng được lai tham luôn vừa rửa được mà vừa không gian nó lại còn ăn cái set up trong nhà nhiều lo cái này mai này được không á khi đã có một cái background canvas nữa đó. Không? Có muslin không? Muslin cũng được mình treo lên mà Peter có mua nhưng mà Peter cuối cùng trả lại là không thích cái muslin nữa cho nên thôi. Nhưng mà mình thật sự thì á mình muốn dùng cái background gì mà không được, đâu ai cấm đâu. Ok, nó còn một cái chân này nữa. Cái này là một cây ha. Sau này Peter mua thêm một cây này nữa. Cây này nó có cái tiện riêng nữa. Ok. Cái cây này á nó nối kiểu này, vặn ra. Cây này là của Manfrotto. Này của Ý rồi. Của Ý. Gọn hơn. Ok. Cây đó không bao nhiêu anh? Cây đó không là nó bán nguyên bộ luôn. Ờ, không, cây này bán riêng. Nói anh Tôn đi anh chế rồi trẻ hơn. Anh chế đi. Đó, ok. Cái cây này giống cây kia thôi nhưng mà cây này nó ra vô được. Nó tiện cho mình. Tiện cho mình. Đi mua cây sơn đó.
À, cây này 60. 60. Đúng không? 60 mà hiệu Manfrotto. Anh mà sao anh đi ra anh mua cây sắt này không anh chế là cũng phải 10 đồng. Rồi mình mua một bộ vậy với nó rồi nó có sẵn. Cái chân á. Cái chân này có bộ này sẵn rồi. Đúng rồi. Cái chân này á thì nó có cái chân này. Đó đâu cần mua cây này. Thì đúng không cần mua nhưng mà cây này thì nó tiện. Cái tiện hơn nè. Nó lại nó nhẹ hơn. Sao với lại nó hiệu ấy hơn thì trong cái cây tôi đi bỏ lên xe đi căng đi làm fashion show thôi. Cái cây này cũng có một cái loại nữa là nếu mà mình cái này thì chế nè, anh có thể gắn à không cần chế nữa. Anh làm cái này. Đâu rồi? Gắn lên xe xài luôn. Đâu rồi cái cây? Cây sắt đâu rồi? Đúng rồi bây giờ nó nói. Mình đã dài. Rồi xong luôn. Chế là thua luôn. Dính luôn chỗ đó. Đấy này đẩy cái đèn lên. Singapore. Cho bà xã cầm. Rồi. Tôi đi đang cần người giúp á. Ok, sau cái này mình nói tới softbox ha. Đúng không? Mình có thể thành cái này. Đó, đại khái vậy. Dài hay là gì? Làm được hai việc. Hoặc là muốn dài ra. Kéo ra. Ok. Thì nó làm. Có nghĩa là mình thật sự thì nó không chỉ mình làm cái này nhưng mà cái này là cũng mình dùng nhiều thì mình biết cái này tiện á. Cái này tiện á. Thì cần biết một cái đèn mới. Rồi ok, tới cái cây thứ ba là mình nên có. Đó là khi mà mình mua mấy cái stand. Khi mua mấy cái stand như vậy á, mình nên mua những cái cây nó gọi là cái boom arm như vậy. Ok. Thì cái này để làm cái gì? Cái này là để nó giữ cái reflector của mình. Cái này không nên để đèn, tại cái cây này nó yếu. Cái cây này chỉ để kẹp những cái reflector thôi. Ok, nó như vậy, ví dụ như vậy ha. Và cái này mình sẽ kẹp. Đó, như vậy. Cách này không cần phụ tá. Không cần phụ tá ha. Đó. Thì mình có thêm cái chân mình có rồi. Mình mua thêm cái boom arm này, mình kẹp vô là xong. Ok. Đi ra field mình có thể để về, mình có thể hắt sáng hoặc là mình có thể để như vậy để cho nó che ánh sáng, hoặc là mình để như vậy đánh cái flash vô. Đánh cái flash qua là nó thành cái softbox. Ha. Giống như nãy Peter nói đó, để như vậy. Đây cái flash của Peter đây. Peter để đằng sau lưng. Hoặc là nè để vậy nè. Để này đánh vô đây. Ánh sáng nó ra đây. Đại khái là cái tay đó là để cho mình giữ cái reflector để mình khỏi cần phải giữ. Thôi tốn một người. À ha. $50. Vậy thôi. Cái arm nó không thôi à. À cái arm thôi. $50. Cái phòng cho muốn để. Đâu có mắc đâu. Trời ơi. Cái này chế được không Tony? Thì đi lùng trời trời quá. Thời giờ mà anh bỏ ra anh đổ xăng anh đi thôi là còn hơn $50 nữa đúng không? Rồi ok, bây giờ còn gì nữa? Hết rồi ha. Gel. À gel. Hồi nãy chị đã nói mấy cái giá, mấy cái chân. À mấy cái giá này thì đây là $150 nè. Cái bộ này là nó đi theo cái này rồi nè. $100 là background. $100 là hai cái. Hai cái rồi. Cái này thì khoảng 30. Ok, tại vì nó yếu, nó ấy. Ok, nó 30. Cái này cũng khoảng 30. Ok. Rồi. Cái chân đó thì là mắc hơn chút, nó 50. Đó là khái vậy. Đó, rồi cái đồ lăn này, cái chân này là 150. Đó. Ok. Cái bao này là $12 4 cái, mua thêm đá $6 nữa.
Dạ, rồi. Ra biển hút cát. Ừ, cái gì? Cát bỏ nhập rồi. 6 đô. Cuối cùng là có mấy chục tỉnh. Năm này cũng đương đương. Bây giờ nhiêu rồi? Tổng cộng nhiêu rồi? Chưa, chưa 6 đô. Tổng cộng gì mình sẽ cứ. À, chưa sao? Chưa gì rồi? À, bây giờ tay treo nha. Quang ngay suốt được rồi. Bây giờ tay treo. Còn dư tiền lại một quang ngay suốt. Treo. Tiết kiệm lúc chót. Đúng rồi. Tại Nguyên mua hết đồ nghề xong rồi cái cuối cùng mua quay ngang suốt chục tiền. Cái quan trọng nhất cái cuối cùng anh Nguyên nói là cái lời về cái vấn đề mấy phần. Đây này. Cái đó mới chết chứ còn mấy cái này đâu. Thì bởi vì anh Peter nghe anh Joe nói không? Hả? Nó nói lại anh Joe. Mua hết đồ nghề rồi còn dư tiền lại mua quay ngang suốt chục. Máy còn chạy không? Còn mấy phút nữa? 21. Anh Joe nói đúng. Nhưng mà thật sự á nếu mà nói đúng về nhiếp ảnh á, cái máy thật sự quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng cái ánh sáng. Thật sự nếu mà giờ đưa Peter cái point and shoot mà Peter dùng cái ánh sáng này, Peter vẫn chụp đẹp hơn những người không biết dùng ánh sáng mà có máy mắc tiền. Bảo đảm luôn. Đúng. Và tại vì cái ánh sáng nó đã cho mình cái ánh sáng đẹp rồi. Bây giờ đem cái iPhone ra chụp cũng đẹp. Cái máy chụp đó, nó chỉ lại thâu lại thôi. Nhưng mà cái máy mà cái máy full frame APS-C point and shoot và cái phone nó khác nhau là nếu mình có ánh sáng xấu thì cái máy ngon nó hỗ trợ tốt. Khi mình có ánh sáng đẹp á là những cái hỗ trợ nó bắt đầu nó bảo hòa đều. Ánh sáng đẹp thì cái máy nào chụp cũng đẹp. Nhưng cái máy nhỏ thì mình không in lớn tại vì megapixel nó ít. Máy lớn thì mình in lớn tại vì megapixel nó nhiều. Nhưng nếu mà cho Peter chọn giữa ánh sáng với cái máy thì Peter sẽ chọn cái ánh sáng trước. Tại vì cái ánh sáng nó quyết định cái hình nhiều hơn trước cái đã. Còn dĩ nhiên là nếu mà mình mua được máy ngon nữa thì quá ha, quá tốt rồi. nhưng mà ánh sáng rất là quan trọng, cho nên á anh John đi chụp lúc nào cũng gắn cái flash ở trên cái máy. Là tại sao ánh sáng flash của anh lúc nào cũng đẹp hết, phải không? Always cái mặt phải có. Yeah, mặt hết. Yeah, hoặc là ánh sáng bầu trời, mình phải lựa ánh sáng bầu trời, nhưng mà cái ngày nào ánh sáng đẹp thì mình mới có ánh đẹp, còn ngày nào ánh sáng xấu mình nó có. Nhưng mà cái flash thì mình control. Okay. Thì bây giờ hồi nãy Peter nói á, là mấy cái hình á mà nó có những cái hình màu. Đây, ví dụ màu. Để mà có cái màu vàng như vậy á, một á là mình mua cái background màu vàng. Peter có cái background màu vàng. Hai nữa là mình lấy cái mình mua một cái bộ gel và mình dùng cái background màu trắng và mình đánh cái gel. Thì cái bộ gel này á, Peter research á, Peter mua trên mạng, trên Amazon là hiệu này. Desmond gì thế này. Mình đưa cho chị ấy coi ạ. Nó tới 2, 4, 6, 8, 10, 10 cái gel đủ màu. Cho nó hết nó. Dạ. Ok, không những là nó tới, nó có cái gel đủ màu mà nó còn cho mình cái đồ holder luôn. Nó bán cùng bộ luôn hả? Cùng bộ luôn. Ok, nó cho mình một cái holder như vậy. Và holder này nó có bốn cái miếng này, nó gọi là bandeau. Ok. Ok, nó bán cho mình cái bộ này. Ok. Cầm, chỉ cầm giùm. Và nó bán cho mình màu. Một đỏ nè, cam nè, vàng nè, orange nè, clear nè, tím đỏ nè. Ok, đại khái. Hôm bữa Peter dùng cái đó là Peter dùng cái màu vàng. Thì khi mà mình có cái màu, mình mua cái bộ này về á, nó cho mình cái này. Ok. Thì mình thế thôi. Ánh sáng đánh vô đây. Cái này nó ra đằng sau. Ánh sáng màu trắng qua cái này lại thành màu vàng. Ok, mình control nó. Đừng có cho nó nhiễu.
Ví dụ như mình đứng đây chụp á, ánh sáng đến vô background mình gấp này lại để cho cái ánh sáng này đừng có chạy ngược lại cái máy chụp hình mình là xong. Mình để này hai bên. Anh ok. Bên này một cái vàng, bên này một cái vàng nữa là đều. Dạ anh nói đi. Là xanh gắn lên trên được cái flash ở trên kia. Ok rồi, từ từ chạy. Dạ đúng rồi. Anh hỏi làm sao gắn được. Thì bây giờ mình nhìn cái này là mình biết gắn cái treo rồi đúng không? Cái treo thì dễ thôi, cái treo thì thả vô thôi. Khi mà mình mua cái này á, ở đằng sau này á, là nó come với cái bộ này. Thì lúc đó đó, khi mà mình mua cái flash point á, mình mua cái đèn á, nó cho mình cái vòng này rồi. Ok. Thì cái vòng này á, móc vô đây. Ok. Và cái bracket này, cái móc này á, nó là ba chấu này, nó là cái móc nó gọi là Bowen. Khi mình mua mình nên mua cái hiệu Bowen, tại Bowen nó cho mình nhiều cái lựa chọn, nhiều cái đồ phụ tùng hơn. Thì khi mình nhìn thấy ba cái chấu này là ba cái chấu Bowen, thì cái đồ này mình mua nó cũng là Bowen mount, nó có ba cái lỗ này, thấy không? Ba cái chấu này với ba cái lỗ này nó sẽ vô với nhau thành một bộ. Ok. Cái flash mình bỏ vô đây. Thấy không? Dễ không? Đâu có công phu đâu. Đâu có công phu đâu. Rồi, bây giờ mình có một cái đèn. Máy còn chạy không? Được còn. Còn khoảng chừng 5 phút. Ok, đấy nha. Tôi đi chế được mà. Nè. Đèn nè. Vô cái mount nè. Vô cái Boeing reflector nè. Vô cái này nè. Xong. Bây giờ muốn màu gì thì cắn vô thôi. Nhưng mà mình phải mượn cái cover của cái đèn lớn. Mượn cái cover của đèn lớn. Cái chụp á. À, nếu mà mình không có cái chụp này thì mình mua. Nếu mình có đây, còn mua cái chụp này riêng cũng có. Đây là Peter mua hai cái nè, một cái với cái này. 10 đồng. Rẻ lắm. Ok, bây giờ nói giá nha. À chưa, bây giờ như vậy. Chế được ha, cái này dễ chế mà. Hôm nay mua treo mà giá. Rồi, cái bộ có hết rồi đúng không? Mà chưa biết xài. Thiếu cái gì? Thiếu cái treo. Ok, rồi, cái này bao nhiêu tiền? Cái nắp này á, nó bán á, trên Amazon á, $10. Mua 5 cái dục tùm ra. Ok. Cái bộ này nó bán cái này với lại 10 cái treo này $25. Cái này rẻ bèo đúng không? Amazon hết. Xong rồi, mình mua thêm cái này nữa. Đồ rẻ không à. Không có mắc đâu, đừng có lo. Mua một cái bộ nó gọi là grid. Ok, grid. Grid có nghĩa là nè, ánh sáng nhìn mặt nè. Có thấy mặt Peter không? Không thấy đúng không? Thấy nhưng mà thấy mờ lắm đúng không? Tại vì nó limit tức ánh sáng. Ok, cái grid này là cái mà để mà nó dùng limit ánh sáng. Cái đèn mình bỏ treo nếu muốn. Còn nếu mà mình muốn những cái hình á mà nó có, mình thấy những cái hình mà nó đánh vô cái background mà nó chỉ có một cái vòng tròn thôi, ánh sáng thôi mà chung quanh là đen á, là người ta dùng cái này. Ánh sáng vô đây, nó qua cái grid này, nó giảm, nó focus cái ánh sáng thành một, nó tụ cái ánh sáng lại thành một cái vòng thôi, thay vì nó nhiễu ra. Ha? Easy, thấy không? Mua cái grid này, nó hoặc là nó có luôn ba cái grid này. Ba cái grid này. Đây, gắn vào cái sáng. Ba cái grid này nó có cái nó gọi là một con máy con chạy không bây giờ.